Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của tin tức. Điều gì xác định tin tức? Báo cáo về các sự kiện gần đây hoặc tin tức chưa biết. Chúng tôi đã thấy thông tin hoặc các sự kiện gần đây được báo cáo trên một tờ báo hoặc tạp chí hoặc trên chương trình phát sóng. Thứ ba, phát thông tin về các sự kiện gần đây. Chúng tôi đã thấy hình ảnh về một trận lụt trên bản tin buổi tối. Thứ bốn, một sự kiện mà là đủ thú vị để được báo cáo. Tin tức và ví dụ là gì? Tin tức là thông tin chưa từng được biết đến trước đây hoặc các sự kiện hiện đại được phát trên đài phát thanh, truyền hình, trực tuyến hoặc trên các phương tiện in ấn. Một ví dụ về tin tức là một cặp đôi tuyên bố đính hôn tại một buổi họp mặt gia đình. Một ví dụ về tin tức là tờ báo New York Times công bố người chiến thắng trong cuộc đua tổng thống. Mục đích của tin tức là gì? Tin tức là một phần của giao tiếp giúp chúng ta được thông báo về những sự kiện, vấn đề và nhân vật đang thay đổi ở thế giới bên ngoài. Mặc dù nó có thể thú vị hoặc thậm chí mang tính giải trí, nhưng giá trị quan trọng nhất của tin tức là như một tiện ích để trao quyền cho người được thông báo. Bản chất của tin tức là gì? Nam Dana, biên tập viên của New York Sun, đã từng định nghĩa nó là bất cứ điều gì làm cho một phần lớn cộng đồng quan tâm và chưa bao giờ được thu hút sự chú ý của nó trước đây. Nói cách khác, tin tức là những gì mọi người đang nói về. Tin tức là mới. Có bao nhiêu loại tin tức? Chúng ta đã yêu cầu tất cả những người được hỏi chọn 5 loại tin tức quan trọng nhất của nó. Như với năm ngoái, trong nước, tin tức là phổ biến nhất là loại tin tức theo dõi chặt chẽ bởi quốc tế, địa phương và khu vực tin tức. Làm thế nào để tôi viết một tin tức? Cách viết một câu chuyện tin tức trong những bước sau đây. Thứ nhất, chọn một câu chuyện đáng tin cậy. Thứ hai, suy nghĩ và mục tiêu của bạn khi viết về câu chuyện. Thứ ba, tìm ra người để cung cấp thông tin chính xác nhất về đối tượng và cách liên hệ của người đó. Thứ bốn, làm bài tập về nhà. Thứ năm, chuẩn bị một danh sách các câu hỏi để hỏi về câu chuyện. Thứ sáu, sắp xếp để có được thông tin cần thiết. Những phẩm chất của tin tức là gì? Các đặc điểm chính của tin tức là: thứ nhất, sự chính xác. Thứ hai, số dư. Thứ ba, tính khách quan. Thứ bốn, cô đọng và rõ ràng. Thứ năm, hiện hành. Một câu chuyện thời sự dài bao nhiêu? Câu giữ cho nó đơn giản và ngắn. Câu chuyện tin tức không quá 400 từ và tốt nhất là từ 250 tới 300 từ. Bạn cần viết một cách cô đọng và hấp dẫn, nhưng vẫn bao gồm tất cả các sự kiện quan trọng. Đừng bao gồm quá nhiều từ hoa mỹ. Câu chuyện tin tức địa phương là gì? Trong báo chí, tin tức địa phương đề cập đến việc đưa tin về các sự kiện. Bởi tin tức trong bối cảnh địa phương mà không phải là mối quan tâm của địa phương khác, hoặc có phạm vi quốc gia hoặc quốc tế. Sự khác biệt giữa tin tức quốc gia và địa phương là gì? Tin tức địa phương là về thành phố của bạn, môi trường xung quanh bạn, những người và tổ chức mà bạn viết, biết, cá nhân hoặc những người bạn có thể khiếu nại trực tiếp. Tin tức quốc gia về đất nước của bạn, các đại diện, con người và tổ chức của bạn mà bạn sẽ khó có thể biết hoặc đến thăm cá nhân nhưng có ảnh hưởng.
sống của bạn. Tại sao tin tức quốc tế lại quan trọng? Bằng cách đọc các ấn phẩm quốc tế như báo chí, bạn có được một đường dẫn trực tiếp đến các sự kiện bên ngoài môi trường trực tiếp của bạn. Bạn sẽ hiểu sâu hơn về các vấn đề lớn toàn cầu như tìm hiểu các chủ đề và diễn biến mà bạn chưa từng biết. Làm thế nào làm tin tức ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Nó có thể tăng nguy cơ phát triển sau chấn thương, căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Bây giờ có bằng chứng mới rằng phóng xạ của cảm xúc của tin tức bảo hiểm thậm chí có ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất, tăng cơ hội của việc một cơn đau tim đang phát triển về vấn đề sức khỏe. Tin tức có làm cho bạn chán nản không? Một luồng báo cáo giật gân hoặc thảm họa liên tục, cho dù bạn tiếp xúc một cách chủ động hay bị động, có thể làm tăng mức độ căng thẳng và gây ra các triệu chứng như lo lắng và khó chịu. Quản lý hiệu quả việc sử dụng phương tiện truyền thông của bạn có thể giúp bạn cập nhật thông tin, đồng thời giảm căng thẳng. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.